bây giờ nói chung là mình bỏ ra là 2,2 triệu, nghĩa là nhận cao phòng mình chỉ có 1,5 triệu thôi, bây giờ không tiếp mình luôn. Một YouTuber nổi tiếng chỉ trích gay gắt một khách sạn 5 sao, nhiều người hưởng ứng. Thế nhưng làn sóng phẫn nộ của cư dân mạng lại tàn phá cả những khách sạn vô tình trùng tên. Sapa hay Nha Trang không phải là Phan Thiết, không quan trọng, tẩy chay. Tên Nana, Romana hay là Annatara, cùng là AA gì đó, tẩy chay. Thậm chí là trung tâm tiếng Anh hay khách sạn nằm tận Nhật Bản cũng không thoát, tẩy chay. Tẩy chay là quyền lực của số đông, nhưng tẩy chay vô căn cứ, bất chấp lý do thì tự họ đã biến mình thành mù quáng, quá khích, chẳng khác nào là đi săn phù thủy thời Trung Cổ. Thời Trung Cổ chỉ cần một người bị cáo buộc là phù thủy có thể bị đưa lên giàn thiêu mà không cần bằng chứng xác đáng. Còn thời nay thì một góc khuất của cái thế giới ảo nhưng mà hậu quả thật khiến không ít người hoảng sợ. Đó chính là những cuộc ném đá online, thà diệt nhầm còn hơn bỏ sót. Phần lớn những cái người tham gia các cuộc ném đá bất chấp cái việc không có bằng chứng xác thực, đó là Azure. Nhiều lúc thì tôi cũng thấy rất là tâm tư khi một bộ phận công dân mạng của chúng ta gọi là rảnh quá. Thời gian Covid như thế này mà không lo làm việc, học hành, kiếm sống, lại coi cái việc Azure ném đá trên mạng như một thú vui. Có những nạn nhân đã tự tìm đến cái chết vì bị bắt nạt hội đồng trên mạng. Cũng có những vụ tẩy chay khiến tổn hại hình ảnh của Việt Nam với thế giới. Gần đây nhất là việc một nhóm người hâm mộ quá khích tràn vào Facebook của FIFA và của trọng tài bắt trận Việt Nam UAE để chửi bới, kết tội ông là thiên vị, là ăn hối lộ. Công bằng ở đâu khi tiền bạc đã lên tiếng? Trọng tài này đã được hối lộ vài triệu đô rồi. Nguy hại hơn, chỉ sau hai bài báo phê phán tình trạng lệch chuẩn ứng xử trên mạng xã hội, hệ thống mạng của báo điện tử VOV, cơ quan báo chí quốc gia, ngay lập tức bị đánh sập. Còn nhà báo và gia đình của họ thì liên tục bị khủng bố tinh thần bởi một nhóm người quá khích. Bản thân những phóng viên thì nhận rất nhiều tin nhắn spam trên mạng và chửi bới, xúc phạm. Thậm chí là cả gia đình và như là anh chị em hoặc là vợ con cũng bị nhắn tin. Điều này tôi thấy là nó làm ảnh hưởng lớn đến đời sống, cuộc sống và cái tác nghiệp của phóng viên. Và đặc biệt là ảnh hưởng đến báo điện tử, là một cái tờ báo của chính thống của nhà nước. Các cái hành vi xấu, bôi nhọ hoặc là đánh vào cái uy tín, danh dự, nhân phẩm, thương hiệu của các cái cá nhân hoặc là tổ chức thì tùy theo cái mức độ tính chất và có thể cái chủ thể gây ra những cái hành vi đó sẽ bị xem xét xử lý về dân sự, về hành chính hoặc cao hơn là xử lý về mặt hình sự. Sau mỗi cú nhấp chuột đều là tinh thần, tình cảm, là số phận của một ai đó trên không gian mạng. Vô tình hùa theo đám đông để thể hiện quan điểm, không hài lòng, tẩy chay hay trả đũa bằng những lời lẽ thiếu suy xét. Rất có thể lúc nào đó, ta sẽ trở thành nạn nhân của chính mình.